Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và đoàn lãnh đạo tỉnh tham quan học tập kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và phát triển công nghiệp tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri để thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10 và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cử tri. Cháy nhà sàn tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân. Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và ý thức người tham gia giao thông. Bế mạc tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tham quan học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển nông nghiệp tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ngày 26 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi đi khảo sát về công tác xây dựng đảng ở cơ sở và mô hình nông thôn mới tại thôn Cổ Thành, huyện Tấn Ninh, khảo sát chợ hoa Đấu Nam, trung tâm đấu giá hoa và thăm công ty Thần Nông. Đến khảo sát công tác xây dựng đảng và mô hình nông thôn mới tại thôn Cổ Thành, huyện Tấn Ninh, đoàn công tác của tỉnh Hà Giang đã được nghe chính quyền thôn Cổ Thành báo cáo khái quát về công tác xây dựng đảng. Theo đó, tại thôn Cổ Thành hiện có tổng số 1.000 hộ với trên 3.000 nhân khẩu, đồng bào chủ yếu ở đây là dân tộc Hán và dân tộc Di. Đời sống người nông dân chủ yếu là nông nghiệp với nghề trồng hoa cung cấp cho thị trường cả nước. Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2012 của thôn là 30 triệu đồng một người một năm. Về công tác xây dựng đảng đã được quan tâm triển khai từ tỉnh xuống từng tổ dân cư thông qua xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Đến nay toàn thôn có 150 đảng viên, chiếm 5% dân số toàn thôn. Hàng năm ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 3 vạn tệ bằng 700 triệu đồng tiền Việt Nam cho các tổ chức chính trị trong thôn hoạt động. Theo đó trong thôn sẽ có 25 suất được hỗ trợ của ngân sách, dưới thôn là tổ dân cư có 3 suất được hưởng hỗ trợ. Cơ sở hạ tầng như trụ sở làm việc của thôn, trung tâm đa chức năng, hệ thống viễn thông công ích được đầu tư đồng bộ. Tại thôn có một bộ phận một cửa để giải quyết công việc cho người dân. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội như giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo, người cao tuổi cũng được triển khai hiệu quả. Đến thăm chợ hoa Đấu Nam và trung tâm đấu giá hoa, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi khảo sát quy mô và các cơ chế hỗ trợ cho phát triển tại đây. Cụ thể, chợ hoa Đấu Nam là chợ hoa lớn nhất châu Á với sản lượng tiêu thụ từ 500 đến 700 tấn một tháng. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2012 của chợ là 3,7 tỷ nhân dân tệ. Riêng trung tâm đấu giá hoa do một doanh nghiệp đứng ra xây dựng với diện tích trên 3 hectare, bao gồm các khu phân phối hàng hóa, gian trưng bày, hệ thống ngân hàng và phòng đấu giá có 300 chỗ ngồi. Trung bình một ngày tại đây có hơn 200 khách hàng thường xuyên giao dịch. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm và khảo sát tại công ty Thần Nông. Đây là một công ty đầu mối nông nghiệp của tỉnh Vân Nam nói riêng và cả nước Trung Quốc nói chung. Được thành lập từ năm 1992, đến nay công ty có 17 công ty con với mô hình hoạt động tổng hợp từ dịch vụ tham quan ăn uống và chuyển giao công nghệ. Phát biểu tại các địa điểm khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá rất cao cách tổ chức thực hiện chặt chẽ từ tỉnh xuống từng tổ dân phố của tỉnh Vân Nam. Đặc biệt trong công tác xây dựng đảng, tỉnh Vân Nam đã dành nguồn kinh phí rất lớn để đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên cho hoạt động của hệ thống chính trị. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, tỉnh Hà Giang sẽ xem xét tiếp thu và vận dụng linh hoạt vào thực tế của địa phương. Với các mô hình phát triển kinh tế đã đi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Trung Quốc là quốc gia rất mạnh về khoa học công nghệ, đây sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam trao đổi và học tập kinh nghiệm. Riêng với tỉnh Hà Giang, có thể mở ra một hướng mới trong việc hợp tác về khoa học và công nghệ với tỉnh Vân Nam. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn các công ty doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam sẽ xem xét tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Hà Giang, thông qua đó vừa củng cố tình đoàn kết chặt chẽ giữa hai quốc gia, hai địa phương, đồng thời còn góp phần nâng cao mức sống của người dân. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11, ông Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Bắc Quang. Qua 3 năm thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, huyện Bắc Quang đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các đề án. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối kết hợp với trường trung cấp dạy nghề, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trung tâm học tập cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hàng năm cho người lao động về các chính sách dạy nghề, lao động và giải quyết việc làm.
Số lao động được đào tạo nghề từ năm 2011 đến nay được trên 4.000 người, giải quyết việc làm cho 3.056 lao động, chủ yếu là các ngành nghề như hàn xì, nghề cắt may, đào tạo các lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng và xây dựng dân dụng, sản xuất mây che đan. Thông qua công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Bắc Quang ngày càng phát triển. Tại buổi giám sát, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng huyện Bắc Quang đã phối hợp chặt chẽ triển khai và thực hiện tốt đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung kiện toàn, củng cố, rà soát quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc đào tạo dạy nghề và định hướng cho người lao động. Đồng thời, các ngành chức năng chủ động phối hợp với các trường trên địa bàn tỉnh, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề và có những giải pháp quản lý tốt số lao động trên địa bàn. Trong các ngày từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 ứng cử tại huyện Mèo Vạc do ông Thảo Mỹ Xính, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc làm trưởng đoàn, đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại hai xã Sơn Vĩ và Bài Lùng. Tại các điểm tiếp xúc, đoàn đã thông báo tới đông đảo cử tri hai xã Sơn Vĩ và Bài Lùng về kết quả kỳ họp thứ 9 với việc thông qua các nghị quyết về công tác cán bộ và các nghị quyết chuyên đề dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Cử tri các xã đã kiến nghị với tổ đại biểu một số vấn đề như nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã vào đến các thôn, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ cho các trường học và điểm trường như bể nước, bếp ăn, nhà lưu trú cho giáo viên, học sinh, phòng học cho các điểm trường, đầu tư xây dựng kênh mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, quan tâm hỗ trợ xây dựng đường dẫn nước sinh hoạt cho nhân dân, kéo đường điện cho các hộ gia đình chưa có điện, tăng mức hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách, nâng mức hỗ trợ gió nhà tạm và hỗ trợ mua bò theo chương trình 30A. Đề nghị cấp giấy khai thác đá phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn, đầu tư trang thiết bị và nhà lưu trú cho cán bộ y tế. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Thảo Mỹ Xính, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết. Các ý kiến còn lại đã được tổ đại biểu tiếp thu và tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Ngày 26 tháng 11, đồng chí Lê Quang Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi thăm và trao tiền hỗ trợ cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. Tới thăm và trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình bà Hoàng Thị Thơ, thôn Bản Sám và Hoàng Thị Sự, thôn Giềng, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, với mỗi suất hỗ trợ trị giá 15 triệu đồng để các hộ xóa nhà tạm. Đồng chí Lê Quang Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các hộ, chia sẻ những khó khăn mà các hộ gặp phải. Đồng chí mong muốn các hộ dùng tiền hỗ trợ của tỉnh nhanh chóng tu sửa, làm mới nhà cửa để có chỗ ở ổn định. Đồng chí Lê Quang Triều cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ tập trung làm nhà, sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chịu thương chịu khó lao động sản xuất, giúp đỡ những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các hộ gia đình nhận tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cũng đã cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, hứa sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích. Tiếp đó, đồng chí Lê Quang Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thực tế khai thác khoáng sản tại một số điểm mỏ trên địa bàn xã Ngọc Minh, nhất là việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Ngày 26 tháng 11 tại trụ sở thôn Trung và thôn Trung Thành, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, chi bộ hai thôn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm, 50 năm và 65 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí đảng viên, dự có lãnh đạo huyện Quang Bình, lãnh đạo xã và đông đảo đảng viên trong hai chi bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Quang Bình đã gắn huy hiệu 40 năm, 50 năm và 65 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Hoàng Đức Thịnh, 40 năm tuổi Đảng, Hoàng Thị Nữ, Hoàng Thị Viên, 50 năm tuổi Đảng và đồng chí Nông Thị Thái, 65 năm tuổi Đảng.
Trong buổi lễ trang trọng này, lãnh đạo huyện Quang Bình đã thể hiện tình cảm và trân trọng cảm ơn sự tham gia giúp sức của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ ở địa phương trong thời gian qua, và mong các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta không ngừng lớn mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ngày 27 tháng 11, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh đã họp nhằm tổng kết kế hoạch chi tiết cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7 năm 2014. Đồng chí Sèn Chín Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2014 được dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 năm 2014 với sự tham gia của 11 huyện, thành phố và các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên. Có trên 2.000 người tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng, số lượng tham gia đồng diễn dự kiến là 3.800 học sinh, 600 vận động viên tham gia với 10 môn thi đấu, trong đó có 6 môn thể thao hiện đại, 4 môn thể thao dân tộc. Địa điểm khai mạc đại hội tại sân vận động C10, bế mạc tại quảng trường 26 tháng 3. Chương trình khai mạc và bế mạc đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2014 nhằm lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước, đánh giá được kết quả xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong 5 năm qua, kết quả của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010-2015. Cũng thông qua đại hội nhằm tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sèn Chín Ly đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên ban tổ chức, đồng thời yêu cầu các ngành, đơn vị trên cơ sở kế hoạch của ban tổ chức lập kế hoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị báo cáo trước ngày 5 tháng 12 năm 2013. Lên danh sách các thành viên tham gia khối diễu hành, chịu trách nhiệm đôn đốc công tác chuẩn bị cho đại hội tại cơ quan, đơn vị mình, giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh kịch bản, kế hoạch chi tiết của đại hội. Với tinh thần quyết tâm cao của các cấp, các ngành, trong tỉnh, tin tưởng rằng đại hội sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp nhằm quảng bá hình ảnh Hà Giang trong mắt bạn bè trong và ngoài nước. Đồng Văn là huyện cuối cùng nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2013. Qua đó, du khách được tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo, đặc sắc và quý giá của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Đó là lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thèn, lễ cấp sắc của dân tộc Giao, lễ hội gầu tàu của dân tộc Mông, lễ cúng thần rừng của dân tộc Pu Péo, lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô. Tối ngày 26 tháng 11, tại phố cổ Đồng Văn đã diễn ra lễ bế mạc tuần lễ du lịch di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang và tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuần lễ du lịch di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, huyện Đồng Văn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức tái hiện lại lễ cúng thần rừng của người Pu Péo ở xã Phố Là. Tục cúng thần rừng đã có từ rất lâu đời trong đời sống tín ngưỡng của người dân tộc Pu Péo. Ở những nơi người Pu Péo sinh sống đều có khu rừng cấm riêng, được người dân giữ gìn và bảo vệ bởi những luật tục và những điều kiêng kỵ. Tục cúng thần rừng của người Pu Péo là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian gắn với đời sống đa thần của dân cư nông nghiệp. Lễ cúng thần rừng thường được tổ chức một lần duy nhất trong năm vào ngày 6 tháng 6 âm lịch. Theo quan niệm của người Pu Péo, thần rừng được coi là vị thần che chở cho dân làng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Lễ cúng thần rừng là dịp để người dân gửi gắm những mong ước, những hy vọng cho một năm mới no đủ, gia đình mạnh khỏe. Hàng năm, cái lễ cúng thần rừng này vào ngày 6 tháng 6 âm lịch. Thì thứ nhất là cách thức tổ chức, xã đứng ra tổ chức để mời tất cả bà con nhân dân thôn Trung Trải mà các con em đang công tác trong huyện đến dự cái buổi lễ cúng thần rừng. Thứ nhất là để bảo tồn cái di sản văn hóa, thứ hai nữa là để truyền đạt lại cho thế hệ trẻ về cái phong tục lễ cúng thần rừng. Ngoài phần lễ, phần hội cũng được huyện Đồng Văn chuẩn bị chu đáo với nhiều trò chơi dân gian như đu quay, đẩy gậy, đánh yến, kéo co. Đây là dịp để nhiều du khách trải nghiệm và cảm nhận nét văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc của người dân tộc Pu Péo. Đến với lễ hội của người Pu Péo ở đây thì em thấy rất là các trò chơi dân gian rất là hay và mới lạ, thích thú. Tại ở dưới xuôi là không có những cái trò như thế này.
còn lễ hội thần rừng thì ở đây rất là huyền bí và không, em chưa thấy ở đâu có như thế này. Nằm trong chuỗi hoạt động trong tuần du lịch di sản văn hóa của huyện Đồng Văn, ban tổ chức cũng đã tái hiện cuộc sống sinh hoạt của gia đình họ Vương tại dinh thự nhà Vương Chí Sình. Tại đây, du khách được cảm nhận cuộc sống cũng như những sinh hoạt hàng ngày của gia đình họ Vương và cùng nhau trải nghiệm sinh hoạt như dệt vải, xe lanh, làm mèn mén, nấu rượu. Tôi cũng vừa là tổ trưởng quản lý cái khu di tích này, hay là tôi với là những người là con cháu của cụ cụ để ở huyện và là tỉnh đã tạo điều kiện cho tái hiện lại cái không gian sống của ngày xưa các cụ là cũng là rất là vui mừng. Đấy là con cháu là cũng gọi là trước chỉ nghe thấy nhưng mà bây giờ tái hiện lại như thật thì tôi cũng rất mong muốn là rất là tốt để cho làm cái không gian nó đẹp hơn để khách trong nước và thế giới người ta đến người ta lại càng đến đông hơn để cái khu di tích nó ngày càng phát triển thu hút được nhiều khách hơn ạ. Dịp này huyện Đồng Văn kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức công bố và đón nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, gồm di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh khu vực hóa thạch Tây Cuộn tại Ma Lé thuộc xã Ma Lé được công nhận di tích cấp quốc gia, di tích lưu niệm Sùng Mí Trảng, di tích kiến trúc nghệ thuật đền Quan Công, chùa Quan Âm thuộc thị trấn Đồng Văn, di tích lịch sử văn hóa đền Quan Hoàng được công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 38 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 19 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 14 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và 5 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, huyện Đồng Văn là một địa phương có nhiều di tích được xếp hạng nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Điều đó khẳng định đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện, việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của địa phương. Trong thời gian qua thì đối với huyện Đồng Văn cũng có lồng ghép rất là nhiều chương trình tuyên truyền đến với bà con nhân dân các dân tộc huyện Đồng Văn về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của huyện Đồng Văn. Trong đó có di sản về địa chất, địa mạo, di sản về văn hóa vật thể, phi vật thể. Và trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện nội dung này và lồng ghép vào các chương trình, lồng ghép với các nội dung mà tuyên truyền các chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế gắn với văn hóa, phát triển kinh tế gắn với du lịch, phát triển kinh tế gắn với các dịch vụ phát triển du lịch. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tập trung vào một số các cái điểm nhấn du lịch văn hóa của huyện Đồng Văn, đó là Lũng Cú, đó là Xà Phìn và trung tâm phố cổ của huyện Đồng Văn này. Ngoài việc đó thì chúng tôi cũng có những kế hoạch kêu gọi sự đầu tư vào việc bảo tồn, đặc biệt là một số nét văn hóa đặc sắc đối với văn hóa phi vật thể của huyện Đồng Văn mà hiện nay đang mai một và hiện nay chúng tôi vẫn đang thực hiện trong lộ trình đó. Tại sân phố cổ Đồng Văn đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như tái diễn lại lễ cúng tổ tiên của người dân tộc Lô Lô là một trong năm di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa qua tại huyện Quang Bình. Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô thể hiện được bản sắc văn hóa hết sức quan trọng, tăng tính đoàn kết của cộng đồng làng xã và đã trở thành nét văn hóa sâu đậm trong đời sống tâm linh của dân tộc Lô Lô. Bên cạnh phần hội cũng diễn ra nhiều hoạt động múa khèn, hát giao duyên của các dân tộc trên địa bàn huyện và du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của bà con đồng bào nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang đến đây cũng đã kết thúc, nhưng những dư âm để lại cho du khách và đông đảo bà con nhân dân, dân tộc không thể nào quên sau một tuần diễn ra với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm của du khách về phong tục, tập quán cũng như cuộc sống của đồng bào dân tộc. Đây cũng là dịp để các dân tộc luôn gắn kết lại với nhau cùng phát triển kinh tế xã hội ngày một xa hơn. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2013-2014. Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh lần này có 325 học sinh dự thi môn văn hóa gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, 123 học sinh, 25 đội dự thi môn máy tính cầm tay cá nhân và đồng đội. Tất cả thí sinh dự thi đều là những học sinh xuất sắc được chọn lọc từ đội tuyển của các trường trung học phổ thông, trường nội trú trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian một ngày, các thí sinh đã trải qua phần thi ở môn văn hóa thông thường và thi giải toán, lý, hóa, sinh trên máy tính cầm tay cá nhân và đồng đội.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm đánh giá công tác dạy và học nói chung, công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh năng khiếu nói riêng ở các trường trung học phổ thông. Qua đó, sàng lọc, tuyển chọn những em học sinh giỏi ở các bộ môn tiếp tục tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các em học sinh được cọ sát, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, khẳng định vị trí của mình. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 tại thôn Tràng Sát, xã Yên Hà, huyện Quang Bình đã xảy ra một vụ cháy làm thiêu rụi nhiều tài sản cùng ngôi nhà sàn 8 gian của gia đình ông Lý Văn Giang. Mặc dù gia đình và người dân sống gần đó đã cố gắng dập lửa, tuy nhiên do nhà gỗ, lửa lan nhanh nên toàn bộ đồ dùng, tài sản, lương thực và ngôi nhà bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới gần 900 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy có thể là do bị chập điện. Sau khi nhận được tin, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ huyện, các cơ quan phụ trách xã, đài truyền thanh truyền hình, huyện đội, hội nông dân huyện, chính quyền xã Yên Hà đã đến động viên thăm hỏi gia đình, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của xã và bà con trong thôn giúp gia đình anh Lý Văn Giang thu dọn đồ đạc, hỗ trợ vật chất, dựng nhà tạm, động viên tinh thần để gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Được biết, ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, bà con trong thôn đã đến giúp ngày công dọn dẹp dựng nhà, mỗi hộ trong thôn còn đóng góp tre, nứa, lá cọ làm nhà và mỗi hộ hỗ trợ từ 3 đến 4 kg gạo, 100 đến 200 nghìn đồng. Trước mắt, xã Yên Hà hỗ trợ 3 triệu đồng, Hội Chữ Thập Đỏ huyện hỗ trợ 2 triệu đồng và 2 tải quần áo. Các cơ quan phụ trách xã hỗ trợ 1 triệu 500 nghìn đồng. Rất may, vụ hỏa hoạn không có thương vong về người. Chỉ trong 2 ngày, 23 và 25 tháng 11 trên địa bàn huyện Quang Bình đã xảy ra 2 vụ cháy nhà tại 2 xã Tân Trịnh và Yên Hà. Sự việc này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân trên địa bàn huyện Quang Bình trong mùa hanh khô. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 11, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 18 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc hôm 22 tháng 11 năm 2013 đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân được xác định là người Mèo Vạc, còn 3 nạn nhân là người của thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm đó là do anh Phan Chí Họ, 30 tuổi, trú tại thôn Sùng Nhỉ A, xã Sùng Máng, huyện Mèo Vạc, điều khiển xe máy chở 10 lít xăng đã đâm vào xe máy của anh Thảo Mí Say, sinh năm 1996, trú tại thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn đang điều khiển. Đằng sau xe của anh Say chở hai người ở phía sau là ông Thảo Mí Tùa, 52 tuổi và bà Vư Thị Máy, 40 tuổi, là bố mẹ đẻ của anh Say. Ngay sau khi xảy ra va chạm, ngọn lửa bốc cháy khiến anh Phan Chí Họ, ông Thảo Mí Tùa, anh Thảo Mí Say bị cháy và tử vong ngay tại chỗ. Bà Vư Thị Máy được đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó đã chết vào tối ngày 25 tháng 11. Tại gia đình các nạn nhân, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã ân cần hỏi thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát. Với số tiền hỗ trợ 18 triệu đồng, tuy không nhiều, nhưng có thể phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đồng Văn cũng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 1 triệu 500 nghìn đồng. Được biết, gia đình của ông Thảo Mí Tùa là một hộ nghèo. Hiện nay, các nạn nhân chỉ còn bà Giàng Thị Mỉ, 84 tuổi, là mẹ đẻ của ông Tùa. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, mặc dù tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên, những ngày gần đây, tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ tới tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất cần thiết. Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp đôn đốc các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thủy nội địa. Do vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, bị thương. Tuy nhiên, các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết và số người bị thương lớn. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn luồng, không làm chủ tốc độ. Nhiều phương tiện tham gia giao thông thiếu các thiết bị bảo hộ an toàn. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn là do cái ý thức của người tham gia giao thông. Cái thứ hai nữa là cái tính chủ quan của người tham gia giao thông. Là khi tham gia giao thông là rất chủ quan nên là dẫn đến là nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 16 tháng 11 năm 2012 đến ngày 11 tháng 11 năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm chết 68 người, bị thương 92 người. Đặc biệt, trong tháng 11 năm 2013 đã có một số vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra. Điển hình như ngày 12 tháng 11 xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 3 người chết tại hồ Thủy Điện Nam Am thuộc địa phận xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên. Ngày 22 tháng 11 tại tỉnh lộ 176 hướng Yên Minh Mèo Vạc, đoạn qua xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa hai xe mô tô làm 3 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và sau đó đã chết. Ngày 25 tháng 11 tại km 5 Hà Giang thuộc tuyến quốc lộ 2 xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách của hợp tác xã vận tải Ngọc Hạnh đâm vào đuôi của xe dịch vụ cần cầu của công ty bê tông Hà Giang. Hậu quả làm 3 người chết, 6 người bị thương. Quan điểm của Ban An toàn Giao thông tỉnh là các ngành chức năng phải vào cuộc quyết liệt, công tác tuyên truyền là các cơ quan truyền thông vào cuộc, thế rồi là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đối với các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố cũng phải làm nghiêm túc các cái vấn đề là chống lấn chiếm lòng lề đường, thế rồi là xử lý về tuyên truyền và xử lý về tốc độ đối với các xe, kể cả các xe chở hàng quá tải, thế rồi chở người quá số người quy định, là yêu cầu đối với lực lượng tuần tra kiểm soát là phải xử lý nghiêm, không phân biệt đối tượng và phải xử lý công bằng đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự giao thông bộ. Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, những cái chết thương tâm, hậu quả để lại nặng nề cho gia đình và xã hội. Những đứa trẻ mất cha, những người chồng mất vợ, những người mẹ mất con. Tất cả đều đặt ra một câu hỏi, vì sao? Nếu chúng ta làm chủ được tốc độ, nếu chúng ta không uống rượu bia, nếu người điều khiển phương tiện ý thức được trách nhiệm và nếu các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm thì sẽ không xảy ra. Nhưng tất cả đều đã muộn và rồi sẽ còn nhiều cái chết thương tâm sẽ xảy ra nếu mỗi chúng ta không ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Thiết nghĩ trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tới mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, thì cũng rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông, tiếp tục đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, cả đường bộ và đường thủy. Và đặc biệt là mỗi người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm túc luật giao thông để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, gây thiệt hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin tổng hợp từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cung cấp cho chúng tôi, trong ngày 27 tháng 11 tính đến 16 giờ, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do Công an huyện Đồng Văn điều tra giải quyết. Hồi 12 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2013, tại km 2 200 đường nông thôn xã Lũng Phìn đi hố Quáng Phìn thuộc địa phận thôn Tráng Trá Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe mô tô tự gây tai nạn. Xe mô tô biển kiểm soát 23N1-00159 do Vàng Báo Toan, tên gọi khác là Vàng Báo Xu, sinh năm 1995, trú tại thôn Tráng Trá Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn điều khiển. Chờ người ngồi sau là Lầu Vản Pó, sinh năm 1953, trú tại Sảng Tùng B, xã Sảng Tùng, huyện Đồng Văn. Đi hướng xã Lũng Phìn vào xã Hữu Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, đến thôn Tráng Trá Phìn thì tự gây tai nạn giao thông. Hậu quả, Lầu Vản Pó tử vong, Vàng Báo Toan bị thương nhẹ. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không làm chủ tình huống, tránh gia súc dẫn đến tai nạn. Trong ngày qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý tổng số là 60 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô là 16 trường hợp và mô tô là 44 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không mang theo giấy tờ xe, không đội mũ bảo hiểm và một số lỗi vi phạm khác. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết cho các vùng trong tỉnh đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2013 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết cho các vùng trên địa bàn tỉnh đêm 27 ngày 28 tháng 11 năm 2013. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 9 đến 12 độ. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió bắc cấp 2, cấp 3, trời rét,
nhiệt độ từ 15 đến 17 độ. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về tình hình dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể xem và tìm hiểu chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tại địa chỉ website hagiangtv.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.